Xin chào anh em, lại giới thiệu với anh em một cây guitar acoustic hàng Nhật, chất lượng tốt, ngoại hình đẹp mà đẹp gần như là hoàn hảo luôn anh em nha. Một cây đàn Nhật lâu năm mà nó đẹp ơi là đẹp luôn. Cái đây là cây Aria ADW75BS nha anh em. Có series là 94110048, ngoại hình đàn là đẹp hoàn toàn luôn anh em nè. Đẹp ơi là đẹp luôn. Cái chỗ chấm đây là anh em thấy không, nó không phải chạy nha, đó là cái miếng gang ni lông, anh em có thể lột ra nha, lột cái miếng ni lông ra thì trong nó sẽ mới, sẽ rất là đẹp luôn. Cái miếng ni lông với gang ti nó chưa lột luôn nè, còn đẹp luôn. Ngoại hình đàn thì anh em nhìn nè, đẹp ơi là đẹp luôn nha. Đàn đã qua sử dụng mà giống như đàn mới vậy. Lưng nè, eo hoàn toàn là đẹp luôn nha anh em nha. Đàn nó đẹp gần như một cây đàn mới, nhưng mà giá của nó là một cây đàn cũ anh em, 2.500.000 thôi anh em. Chất âm cực kỳ hay, action êm tay nha, ngựa còn rất nhiều để anh em mình nâng hào thoải mái. Cái này là mình chỉnh là mức chuẩn, thấp hơn chuẩn để anh em mình chơi thoải mái. Anh em nào muốn cao lên thì nâng lên, muốn thấp xuống thì hạ xuống, tại vì ngựa nó còn nhiều, anh em canh chỉnh thoải mái nha. Đàn thì đẹp và nguyên zin 100%, chất lượng tốt, ngoại hình đẹp, không có gì để nói với nó luôn anh em, quá ngon. 2.500.000 nha. Tổng quan cái đàn đây, mình sẽ quay gần, mình test gần phím, test âm thanh cho anh em nghe. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi anh em coi gần đàn nè, đẹp hoàn toàn luôn nha anh em nha. Đó, đẹp hết luôn. Cực kỳ là đẹp. Cái chỗ này anh em nói với anh em nè, là cái miếng ni lông anh em thấy không? Cái này anh em có thể lột ra nha, lột miếng ni lông ra thì nó lòi cái miếng chống xước ở dưới lên. Còn nguyên siêu luôn, chưa lột luôn anh em. Đẹp hoàn toàn luôn. Lưng hông nè, ốc đeo dây nè. Hai bên eo đàn đẹp, lưng đẹp hoàn toàn luôn anh em thấy không? Đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Khóa đẹp luôn. Mặt cần rất là mịn đẹp nha, ngon lành hết. Đó, Aria action của đàn, dây số 1 đây nè, dây số 1 nè, chuẩn thấp hơn chuẩn miếng nha, chuẩn thì nó cao dây này, thấp hơn chuẩn miếng, dây 6 cũng vậy nè nè, đây nha là chuẩn nè, này thấp hơn chuẩn một miếng, anh em mình chơi nó rất là êm tay. Âm của đàn thì tuyệt vời luôn, anh em nghe cái âm không, âm cực kỳ hay. Mình sẽ test cần phím cho anh em nghe. Cần phím ngon lành nha anh em nha, không rè tẹt, không lỗi phím nào hết. Mình rải vài hợp âm để anh em nghe, cảm nhận cái âm mộc của đàn, âm cực kỳ hay luôn anh em. Rất là ngân nha anh em, rất ngân luôn. Chất lượng tốt, âm hay, ngoại hình thì nó đẹp ơi là đẹp luôn anh em nha. Giá lại rẻ nữa, chỉ có 2.500.000 thôi. Cái đàn này tầm giá này thì bình thường là mua không có luôn nè, phải 4 triệu mấy á. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.